Sáng ngày 30 tháng 10, tức ngày 25 tháng 9 năm Tân Sửu, tại thị trấn Thổ Tang, Ủy ban nhân dân huyện Long Trọng tổ chức lễ động thổ xây dựng đền thờ liệt sĩ Nguyễn Thái Học, một nhà cách mạng lớn của quê hương Vĩnh Tường. Dự lễ động thổ có các đồng chí: Nguyễn Xuân Quang, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện; Lê Nguyễn Thành Trung, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện; Nguyễn Giang Bắc, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân huyện; Phan Đăng Hà, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc huyện; các đồng chí phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đại diện một số cơ quan liên quan của huyện, bí thư đảng ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Thổ Tang cùng đại diện thế hệ con cháu liệt sĩ Nguyễn Thái Học và đông đảo nhân dân thị trấn Thổ Tang. Theo sử ghi, Nguyễn Thái Học sớm có tinh thần yêu nước, nhạy cảm với thời cuộc, nên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, năm 1925, ông đã tham gia nhiều hoạt động cách mạng với mong muốn cải tổ hành chính, tạo điều kiện cho dân nghèo sống cuộc đời dễ chịu hơn, ban hành quyền tự do ngôn luận. Năm 1930, lãnh tụ Việt Nam Quốc dân Đảng Nguyễn Thái Học cùng các nhóm yêu nước tiến hành cuộc khởi nghĩa bái nhằm chống thực dân Pháp nhưng bị thất bại. Lý tưởng và sự nghiệp lớn lao của Nguyễn Thái Học đã không thành công, nhưng như ông từng tuyên bố, chúng ta không thành công thì thành nhân. Cá nhân ấy chính là tấm gương sống phấn đấu cho lý tưởng cao cả, sẽ mãi mãi được lịch sử trân trọng. Với mục đích tưởng nhớ và tôn vinh anh hùng liệt sĩ Nguyễn Thái Học, thể theo nguyện vọng trinh đáng của nhân dân trong vùng, ủy ban nhân dân huyện đã tiến hành động thổ xây dựng dự án đền thờ liệt sĩ Nguyễn Thái Học. Đây là công trình tâm linh mang ý nghĩa to lớn trong đời sống văn hóa, tinh thần của người dân nơi đây nhằm tưởng nhớ vị anh hùng cách mạng của quê hương góp phần tô thắm cho truyền thống kiên cường bất khuất và vẻ đẹp của thị trấn thổ tang cũng như quê hương vĩnh tường trong thời đại cách mạng mới